Đây là cái chân kệ để chậu kiếm này, rất đỉnh luôn nha các bạn. Xin chào các bạn, thì hôm nay á mình sẽ giới thiệu cái dàn, cái chân kệ mà để những cái chậu phong lan mình lên các bạn. Thì hôm trước các bạn, nếu các bạn có theo dõi cái kênh của mình á, thì mình vận chuyển những cái chân kệ mà để những chậu phong lan hoặc là những chậu kiếm của mình á các bạn, được 50 cái chân kệ. Thì bây giờ là mình đã sắp xếp lại những cái chậu lan và những chậu kiếm mình lên cái những cái chân kệ đó rồi. Rồi mình sắp xếp là cái giường lan của mình lại rồi. Bây giờ mình sẽ, đầu tiên mình sẽ quay cho các bạn xem về cái giường lan của mình sau khi nhập được cái chân kệ và sắp xếp lại nha các bạn. Thì cái chân kệ, mình cho các bạn xem sơ qua cái chân kệ đây. Chút xíu nữa thì mình sẽ nói chi tiết nó hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay một vòng cái giường lan của mình cho các bạn xem. Cái giường lan của mình bây giờ đã được sắp xếp lại, có lẽ là nó đã ổn rồi đó các bạn. Nên mình quay clip cho các bạn xem đây. Các bạn thấy cái những cái chân kệ đây, mình để những chậu phong lan lên rất là gọn và thoáng nha các bạn. Thì nếu mà các bạn cứ nghĩ đi, mình dùng cái chân kệ để như vậy thì có một số bạn nói tại sao mình không mua những cái đế mà đế bằng mũ nó 1 mét hoặc 1 mét 2 mét, cái đế bằng mũ các bạn, rồi mình làm cái dàn, mình để cái đế lên và mình đặt những cái chậu phong lan này lên, thì tại sao mình không làm? Thì các bạn biết đó, nếu mà mình làm cái đế đó các bạn, mình để lên thì sau này á, mình lỡ mà mình có cây phong lan mình mà có bông á, thì mình đi chưng, mình đem tới cái phòng mình hoặc là phòng làm việc công ty, hay là cái trước cái nhà của mình, mình để trong nhà gì, rồi mình lấy gì mình để lên các bạn ha. Thì cái chân này nè, mình toan tính rất là nhiều đó, là mình xài cái kệ đó thì mình chỉ sử dụng nó được cái đó thôi, còn mình di chuyển nó đi đâu sau này á, mình sẽ không thể di chuyển nó đi tới lui, nó có nghĩa là nó không có tiện lợi, trong nó không cơ động đó các bạn. Còn mình xài cái chân này thì mình có thể làm được nhiều thứ, và mình có thể di chuyển đây đi đó, ở chỗ này mình có thể đem đi chỗ khác mình vẫn để được, rất là tiện lợi. Còn cái đế mà bằng mũ á các bạn, nó có đế bằng mũ 1 mét 1 mét hoặc 1 mét 2 mét á, mình để á thì nó sẽ bất tiện, nó để cũng được nhưng nó cố định một chỗ thôi, nó không có di chuyển được. Còn những cái chân kệ này nè các bạn để sau này, thí dụ bạn có một cái trước nhà mình có một cái khoảng trống thì các bạn muốn dời nó đi đâu cũng được, bạn chỉ cần khiêng cái chân kệ này đi, xong tới chỗ nào đó bạn đặt cái chậu phong lan của mình vô là ok thôi. Do đó là mình tính cái tiện nó là vậy đó các bạn, rất là tiện lợi, gọi là cơ động đó các bạn. Các bạn thấy nó rất là thoáng nè, trước đây mình để nó dưới đất như vậy thôi, tại vì cây này nó cao quá các bạn, cây này là cây ổ mang chớm nè các bạn, nó cao lắm, cây này nó cao, hiện tại bây giờ nó cao dám khoảng trên dưới 1m3 các bạn, rất là cao, do đó mình mới để vậy thôi. Đó. 50 cái chân đó các bạn, mà mình để ở trên đây không, là ở trên một khúc trên sân thượng mình không, là mình để hết là nó là 42 cái chân rồi đó. Đó các bạn, đây nè, nó rất là thoáng.
ví dụ như nó có tăng đơ được nha các bạn. Rồi mình sẽ nói chi tiết các bạn dòm từ xa kìa. À, cái cây mình để cao với mình để thấp 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 dần xuống tới đây thì nó sẽ thấy được cây mút đằng kia, chứ mình nếu mà lại để bằng á các bạn thì nó sẽ không thấy được cây ở mé sau đó. Các bạn thấy không, mình tăng đơ được, mình đẩy lên cao cây mút đằng kia thì mình làm chân nó cao lên như vậy nè các bạn. Các bạn thấy hai cái vỏ này không đó, một vỏ thấp vỏ cao là nhờ vào cái tăng đơ được đó các bạn. À, chút xíu mình sẽ giới thiệu các bạn nha. Đó, ở sau lưng á, thì mình sẽ để cao hơn phía trước, khi mình tưới hoặc mình dòm ngắm nó cũng tiện nữa các bạn. À, từ xa mình ngắm đây nè, nó có thấp có cao các bạn, mình tưới cũng vậy, cây sau á, thì nó sẽ hứng được nước nữa. Còn mình mà để cái đế mà để bằng mũ á, mà nó cái mặt đế bằng mũ á, các bạn mua á, các bạn để thường thấy nhà vườn ta để á, để những cây chậu phong lan lên á, thì nó sẽ bất tiện lắm. Các bạn có thể những cây bằng nhau các bạn không thể ngắm được ở phía sau, còn cái này các bạn có thể để phía sau cao ở trước sẽ thấp xuống thì các bạn sẽ dễ ngắm cây phía sau hoặc các bạn dễ tưới hơn. À, các bạn thấy không, đây các bạn thấy ở cây sau nó cao hơn ở trước đây. Ở mục đích của mình là sử dụng, tại sao mình làm cái chân kệ này. À, các bạn thấy một số cây đây thì mình thiếu chân kệ, không có chỗ để các bạn. Các bạn có thể để dưới đây nè, thấy không, các bạn để dưới đây thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích của các bạn nè. À, mình cũng quá nhiều luôn rồi, không có chỗ để, buộc lòng mình phải tính cái đường này. À, sau này thí dụ như các bạn trồng kiếm á, các bạn có nhiều chọc kiếm thì các bạn cái đường kiếm của các bạn hai bên á, các bạn để dựng cái này lên thì tính ra thì nó cũng chi phí nó cũng rất là rẻ hơn so với các bạn dùng cái chân là chân sứ gốm rồi các bạn, nó rất là đắt tiền. Ở sau này những cái chậu kiếm này mình lớn lên nè, mình để vô, để cái chậu đó vô thì rất là đẹp. Đó, thì hôm nay mục đích của mình đó là mình giới thiệu cho các bạn về cái chân kệ này, và thứ hai là cái giường của mình đó, mình sắp xếp lại rồi các bạn, rất là gọn, rất là thoáng. Những cây ở dưới đây nè các bạn, ở trên đây mình để những cái chậu nhỏ thôi thì nó sẽ ánh nắng nó cũng xuống được rất là thoáng luôn. À, các bạn ngắm sơ qua về cái vườn lam mình đã sắp xếp lại ha, sau khi mình đã sử dụng những cái chân kệ này. À, ở trước đây các bạn, ở trước đây do nó còn một cái đặc điểm này nữa các bạn. Ở sân thượng của mình á thì cái nền này nè các bạn nếu các bạn để dưới mà những cái chậu mà các bạn để dưới cái nền này nè, nền gạch dưới của sân thượng các bạn, lâu ngày nó sẽ thấm á, một ngày hai ngày nó sẽ thấm, nó sẽ sắm xuống, nó sẽ làm cái nền của cái sân thượng của mình đó các bạn, nó bị thấm đi, nó sẽ dễ bị hư lắm, lúc đó cực lắm các bạn. Còn các bạn để như này nè, để cao như này nó thoáng ở dưới vậy nè, thì nó sẽ không bao giờ nó cái mặt sân thượng của bạn lúc nào nó cũng thoáng hết trơn, nó sẽ không có ẩm ướt, nó sẽ không làm cho cái nền sân thượng mình hư. Cái nền sân thượng mình mà nó thấm rồi đã cực lắm nha các bạn. Đó, còn ở đây mình để nó dưới đây nè, là các bạn, là tại vì ở đây là mình không có cái này, là mình không có đổ xi măng. Đó, nó không phải là cái mình đổ xi măng mà là nó là mình làm sắt, dàn sắt ở dưới. Ở trước đây là cái phía trước này nó trống các bạn, mình làm dàn sắt dưới xong rồi mình dùng cái tấm mica mà kê dày các bạn, mình lót lên mình đi để, do đó mình không sợ nó thấm đâu các bạn. Đó, mình cứ để đây. À, cái mục đích đó mình làm cái chân kệ nó là vậy nữa các bạn, nó sẽ làm không cái hư cái sàn sân thượng của mình.
Rồi bây giờ thì mình sẽ, các bạn đã xem xong rồi ha, cái xem xong cái dàn lan của mình đã sắp xếp lại sau khi mình đã sử dụng những cái chân kệ rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái chân kệ cho các bạn rõ hơn về cái chân kệ này nó tiện lợi như thế nào nha. Rồi thì cái chân kệ này các bạn, nó gồm có hai phần nha các bạn. Đây, hai phần đây mình có thể tách rời ra được nè các bạn. Các bạn muốn di chuyển đi đâu á các bạn cũng dễ dàng tháo ra nè. Ở dưới chân này nè thì nó cái ống tiếp này nó sẽ lớn các bạn. Nó có hai cái lỗ để mình hai lỗ này cách nhau khoảng một tấc thì mình để tăng đơ các bạn. Đây là ống tiếp nha các bạn. Đây là cái chân này làm bằng sắt la. Đó. Còn cái đây thì nó cái cây thứ hai thì những cái lỗ này cái ống tiếp nhỏ hơn, những cái lỗ này cách nhau khoảng 5 xăng thôi các bạn, để mình tăng đơ lên xuống. Rồi cái này mình bắt đầu mình bỏ vô sơn bằng sơn tĩnh điện nha các bạn, do đó nó sẽ rất là bền bền so với mình sơn bằng tay hoặc là phun. Nó sẽ do cái này mình tưới nước thường xuyên các bạn, do đó sơn tĩnh điện các bạn nên sơn tĩnh điện để nó tốt hơn, nó bám chặt hơn, lâu xét hơn. Thì cái này nó tăng đơ nha các bạn. Các bạn muốn cho thấp á, các bạn để như thế này. Còn bạn muốn tăng đơ cao lên đó, thì các bạn sẽ di chuyển nó lên nè các bạn. Không? Mỗi lần bạn tăng đơ lên được 5 xăng. Đó, các bạn chỉ cần gài qua thôi. Đó các bạn. Các bạn thấy cái này nó cao hơn nè. Không? Cao lên được 2 tấc rưỡi nữa các bạn. Đó các bạn nè, các bạn cho nó thấp xuống nè. 5 xăng. Ha, mỗi lần các bạn cho thấp xuống là 5 xăng. Đó, các bạn muốn cho thấp bao nhiêu cũng được thì các bạn đưa xuống. Đó, các bạn gài này lại thôi. Đó rất là tiện lợi các bạn. Các bạn có thể tăng đơ lên xuống. Còn bây giờ đó mình sẽ để cái chậu mặc định là nó thấp vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái chậu kiếm lên. Mình sẽ để cái chậu lên cho các bạn xem nha. Mình ướm thử nha các bạn. Đây. Đó các bạn để cái chậu lên ha. Đây. Ví dụ cái chậu này là cái chậu kiếm mình có sẵn đây, mình không có chậu thì mình lấy này mình đã cho các bạn xem thôi nha. Đó. Rất là đẹp. Đó các bạn, để như vậy các bạn. Các bạn thấy không? Đó, mình để cái chậu lan kiếm lên rồi đó. Đẹp không các bạn? Giá thành nó cũng rẻ hơn so với những cái đế chân mà bằng sành sứ nha các bạn. Di chuyển thì dễ dàng, hai khúc các bạn chỉ cần đi tới đâu các bạn đem đi thôi. Rất là tiện lợi. Bạn chỉ cần xách ra là hai khúc các bạn đem đi. Rồi, cái clip giới thiệu về cái chân kệ, cái mục đích sử dụng cái chân kệ khi mình làm các bạn cho vườn lan nhà mình thì mình đã trình bày cho các bạn xem. Cũng như là mình quay lại cái vườn lan của mình sau khi mà mình đã sắp xếp lại để lên những cái chân kệ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh mình, bấm chuông để
có những cái clip mới á, thì các bạn nhận thông báo, các bạn xem mình chia sẻ về đam mê chơi lan nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn.